đây cho cặp thầy tôi em hay bị đau đau không đó gì đó tại vì nó cái hạch nó không có chạy cái hạch đó nó bị đau em nghĩ là do cái thận nó yếu nó dẫn lên cái phổi là chủ của thận đó bởi vì nó nói nhiều thận yếu luôn á con nào nói nhiều không nói thận yếu à nó chắc chắn vậy đó nè đứng nhà nè cũng giống ông kia nè này chỉ về chị không cần thở được đó nè bấm cái ngón cái nha kéo xuống đây mình thâu lại cái đó cho chị cho bà xã mày đi đó được nhau nữa ra cái gót hơi chuyển lên đứng nhà thở đều khi nào hơi thở đều đứng thẳng lên rồi cũng đứng dậy thở đều vẫn bần ép con ngón cái một cái cùi chỏ đòi đầu ép con cái đè cùi chỏ lên xuống đó mới được nói không làm lại nắm cái ý đó thì để cho phổi nó phồng lên tại vì để cho cái phổi phồng phía trên thì nó rộng thì nó ra vô nó không có mỏi mệt nó làm lại nha người luyện phổi bằng đây đè cùi chỏ xuống ấn này cái ngực nó sẽ phình cho mẹ lên thở này. Đâu có tính thở thằng anh nói chứ cử động thôi chứ thở đâu quan trọng mà cái đè cái này thôi kẻ cha nó thở ra cái sao không quan tâm thấy chưa nó phòng chưa chỗ này chứ mình đè giờ mình đè chỗ cái ngực nó ưỡn lên thấy vậy á cái cuộc chỗ chứ mình đang để giờ không có thì mình đè thấy ngực nó ưỡn lên nha ưỡn chưa thấy ngực ưỡn lên mình ngửa cái cổ lên hơi nhón cái gót cái đôi đứng thẳng lên đó đều cái lưỡi rồi sao này nó cái lưỡi là để ngay cái giữa cái răng cho nó thả lỏng thứ nhất đều là lúc lưng miếng nó ra rồi xong lúc thứ hai nha cái này bắt đầu đi chuyển qua hướng khác lưỡi lên này con cái chân nè đó khác à xoay ra đây đẹp luôn. Cái này là khí khô phế đó, là chân bên trái đó. Cũng giống như lại cũng đè vậy, dừng ngửa ra. Đó là nó trụ cái chân trái ngửa ra. Cũng uống lưỡi để ở giữa răng. Chờ ổn hơi thở, tim đập đều xuống đứng thẳng lên. Chờ ổn hơi thở, tim đập đều thả lỏng rồi xuống. Đó là bên trái. Sao? Vô giữa lại, xoay bên phải cũng vậy. Đó ba cái. Ngửa ra. Cũng đè vậy. Lưỡi để giữa hai cái răng. Đứng thẳng lên xuống thở đều. Không rụt xuống. Vô giữa lại. Rồi, vậy thôi, cứ tập vậy này. Ba ủa sao cái thức thứ hai của em khác? Đây thức một cái này chữa chuyên chữa bệnh phổi mà còn bị cái thức dịch kinh kinh khác còn này chữa bệnh phổi.